Lăng Chi cùng bảo, mở cho ta, ca. Nhị đệ, ngươi, ca, ta không sao. Huynh không nên làm khó huynh ấy. Nếu không có huynh ấy, ta đời này chỉ sợ đều không có cơ hội gặp lại huynh nữa. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Nhị đệ ngươi nói rõ hơn một chút. Ca, ta hiện tại linh hồn quá suy yếu rồi. Huynh để huynh ấy nói cho huynh đi. Nói xong Lang Vương Tát Mạn cũng nhịn không được nữa, cấp tốc trở lại trong thú hạch tiếp tục ngủ say. Hiểu Hoa không chần chờ nữa, đem toàn bộ mọi chuyện xảy ra trước đó nói cho Lang Vương Tạp Tát. Hóa ra là như vậy, đạo huynh thật xin lỗi, là ta quá xúc động. Hiểu Hoa tiểu thiên thấy thế rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Lang huynh đừng nói như vậy, tâm trạng mất đi người thân tôi có thể hiểu được. Đạo huynh, vừa rồi huynh nói có thể để đệ đệ ta phục sinh là thật sao? Chắc hẳn là thật, hệ thống hẳn là sẽ không lừa tôi. Vậy bây giờ chúng ta liền giết tới Ngân Nguyệt Thành, đi lấy gốc thanh linh tiên kia. Lang huynh không thể. Tôi nghe nói thành chủ Ngân Nguyệt Thành là cường giả cấp đế cấp 40. Nếu như tùy tiện tới đó chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Vậy làm sao đây? Đừng vội Lang huynh, chúng ta đi làm thịt mấy tên người chơi thăng cấp trước. Trước tiên đem đẳng cấp tăng lên tới cấp hoàng lại nói. Làm thịt người chơi còn có thể thăng cấp. Lang Vương Tạp Tát một mặt mộng bức nhìn Tiểu Hoa. Không sai, lại giết 100 tên nữa liền có thể thăng cấp rồi. Ta đều giết hơn ngàn tên người chơi rồi, tại sao vẫn chưa thăng cấp chứ? Cái này, khả năng là do dáng dấp của tôi khá đẹp trai. Cứ như vậy, phiến khu vực này bị Hiểu Hoa mấy người đặt bao hết. Chỉ cần là người chơi tiến vào phiến khu vực này một tên cũng không bỏ qua. Cho dù là con chó đi ngang qua cũng phải chịu hai phát vả. Tiểu Thiên cũng từ trong đó lấy được trang bị mình mong muốn. Quá đáng sợ rồi, hôm nay tôi đều bị giết 3 lần rồi. Trang bị đều sắp hỏng hết rồi. Đúng vậy, mấy con ba si kia quá khó soát rồi. Phá không được phòng. Không sai, nghe nói hiện tại tất cả người chơi đều không dám lại bước vào khu vực lăng tộc nữa. Bởi vì các người chơi tận lực né tránh. Đám người Hiểu Hoa trong nhất thời cũng không nhìn thấy bóng dáng người chơi. Đại ca, đám người chơi này quá gà tặc rồi, thế mà tận lực né tránh chúng ta. Tiểu Thiên, có phải cậu quên chuyện gì rồi không? Chúng ta không phải có thể tùy ý tiến vào khu vực khác sao? Không sai, không sai, đại ca chúng ta đi nhanh đi. Lang huynh chúng tôi đi chỗ khác giết người chơi. Anh muốn đi không? Đương nhiên muốn đi. Một mực ở cái quỷ địa phương này lâu như vậy, đã sớm phiền chán rồi. Vậy được, chúng ta xuất phát. Chỗ này giải thích một chút. Lang Vương Tạp Tát mới lên cấp vương không lâu nên vẫn chưa kịp ra ngoài. Đây không phải hai con bù nhìn rơm trong khu vực lang tộc sao? Sao lại chạy tới đây rồi? Đại ca mau nhìn, là người chơi. Thái Sơn áp đỉnh. Quả đen đi máy bay. Rất nhiều người đều nói tại sao Hiểu Hoa có thể miễu sát người chơi cấp 25. Những bạn nào có thắc mắc thì hãy đi xem thêm về đặc điểm kỹ năng quả đen đi máy bay nhé. Tiểu Thiên, sao tôi cảm thấy bây giờ giết được người chơi là toàn thân thấy khoan khoái nhỉ? Chúc mừng lĩnh ngộ kỹ năng bị động, khát máu thành nghiện. Hiệu quả kỹ năng, mỗi khi đánh giết một người chơi, gia tăng 1% lực công kích, nhiều nhất có thể cộng dồn đến 100%. Kỹ năng tốt nha, xem ra sau này phải đánh theo bầy nhiều hơn rồi. Đại ca anh sợ là giết người chơi giết tới nghiện rồi đi. Thật đúng là vậy, trước đó ta cũng có loại cảm giác này. Thời điểm giết đỏ mắt căn bản không dừng được. Trên đường đi, đám người Hiểu Hoa lại tìm được không ít kẻ xui xẻo. Không chút huyền niệm những người chơi này lại thành túi kinh nghiệm của bọn họ. Quá đáng ghét rồi, lần đầu tiên chơi trò chơi đến mức uất ức như thế. Không phải bị giết chính là bị giết trên đường. Đúng vậy, đúng vậy. Cái này đâu phải là chơi game. Cảm giác là đang bị game chơi. Bỏ game, bỏ game. Vị huynh đệ này, có khoa trương như anh nói sao? Người dơm kia không phải mới cấp 14 sao? Không phải là anh ngay cả dã quái tân thủ cấp 14 đều đánh không lại chứ? Ha ha ha, hơn nữa giết được nó thế nhưng là có thể được 1.000 vạn ban thưởng đấy. Bớt ngồi nói châm chọc, thật gặp phải nó anh liền chuẩn bị khóc đi. Bớt hù dọa tôi, các huynh đệ chúng ta đi tìm bù nhìn dơm kia. Một bên khác, đám người Hiểu Hoa kinh ngạc phát hiện người chơi những khu vực khác cũng giảm đi không ít. Đại ca, đám người chơi này đều không ra làm sao đây? Bọn họ không ra chúng ta liền đến cửa thành tìm bọn họ. Lang Vương Tạp Tát và Tiểu Thiên nghe vậy kinh ngạc không thôi. Đại ca ngừ bức nha. Đừng nịnh hót nữa, chúng ta đi thôi. Đại ca lại có hai tên thủ vệ thủ cổng thành. Lại giết hay sao? Còn cần phải hỏi sao? Trực tiếp lên, đạo huynh. Để cho ta đi, ta còn chưa từng giết thủ vệ đây. Để ta thỏa mãn cơn nghiện. Lang huynh đi đi. Tạp Tát nghe vậy cũng không dài dòng, vọt thẳng đến trước mặt hai thủ vệ. Lang Chi bí tịch, thường không nhất tích. Không ngờ rằng những thủ vệ này phế như thế, một cái kỹ năng đều gánh không được. Hiểu Hoa Tiểu Thiên xấu hổ liếc nhau một cái. Lang huynh, có khi nào là công kích của huynh quá cao không? Đúng vào lúc này, một nhóm người chơi vô cùng cao hứng từ trong thành đi ra. Lão đại, anh nói xem chút nữa giết chết bù nhìn rơm kia xong, ban thưởng 1.000 vạn xài như thế nào đây? Đương nhiên là đi thiên thượng nhân gian tiêu xái một phen. Lần này tôi muốn một phát gọi mời muội tử. Lẽ nào lại như vậy? Lúc nhiều nhất của tôi mới gọi 5 em, anh vậy mà muốn một lần gọi mời em. Phát động liên sát, Thái Sơn áp đỉnh. Quả đen đi máy bay. Vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe. Một đám người vẫn chưa kịp phản ứng đã bị bao phủ bởi kỹ năng của Hiểu Hoa. Mẹ nó, vừa rồi ở cổng thành là cái gì vậy?
Tôi chưa thấy rõ đã hẹo rồi. Lão đại, em nhìn rõ rồi. Là cái gì? Hình như là một con chuột đen lớn đi ngang qua. Nhóm người này lần nữa đi tới cổng thành, nhưng mà cảnh giác hơn trước rất nhiều. Lão đại, toàn bộ bình thường rất an toàn. Toàn thể đạo hữu xuất phát về phía bùn nhìn rơm. Thế mà còn dám thò đầu ra, đúng là không sợ chết. Đạo huynh, để ta lên. Lang huynh người đi đi. Lang chi bí tịch, sơn băng địa liệt. Lão đại mau nhìn, thật sự là một con chuột đen lớn. Đám người chơi này thật sự là mắt mù. Lão tử đường đường lang vương lại bị nói là con chuột đen lớn. Hắn mèo càng nghĩ càng tức. Đừng để ta lại nhìn thấy mấy người các ngươi, nếu không nhất định đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Ý, cổng thành này làm sao lại tới một con chuột đen lớn như thế? Chết cho lão tử.